Xin chào cô chú, xin chào các bạn, chào anh, chào chị, chào nhìn. Xin chào các bạn yêu, xin chào cả nhà yêu. Cả nhà ơi, xin chào. Hôm nay, hôm nay, hôm nay ăn bún đậu mắm tôm cả nhà ơi, nhưng mà không có đậu tàu hũ. Hôm nay ăn thịt luộc với lại bún, với lại dồi, rồi cái nộp. Phèo gột, phèo phổi hết cả nhà. Ăn đi con, ăn đi. Mẹ. Ăn cũng còn có nhà nha cô chú. Ừ. Về gấp bún cho anh Bi. Gấp bún, đó, chừa gì hết là đổ rồi. Ăn cái món này là ba Bi chịu không có nổi. Mắm tôm. Có rau sống nè cả nhà. Thịt luộc ngon quá trời luôn nè. Thịt ba chỉ luộc. Ăn với cùng bún. Ba. Để ăn không? Ăn cái này nha. Ăn của mình đó nhà ơi. Mẹ bị viên mẹ khô rớt. Pibin sauce. Ngon quá. Baba, pibin miếng thôi cho, ok. Cô má ơi. Cô má ơi. Ăn cái trộn đi. Trộn rồi, ăn. Quá cho thầy Oppa. Oppa như của Oppa. Oppa. Trời ơi, kêu oppa luôn hả Bi? Dạ. Ba chứ. Chứ sao oppa được? Chị kêu oppa luôn hả nhà. Ăn cái món này phải từ tốn dữ lắm luôn nè, để nó góp, nó văng. Cố lên không làm cho Bi măng đừng nè. Không phải. Cố lên nhanh nè. Cố lên. Đi cố lên. Mẹ xong cố lên. Cố lên. Có cài rồi mà cố lên. Sao mẹ ơi. Ăn thử coi. Ê. Cay. Bớt rồi thích chưa. Ăn đi. Mình có khè một chút xíu thịt đó cả nhà. Thịt ba chỉ khè cho ba Bi ăn. Thịt khè ăn với bún. Cái cần cổ. Ăn giờ đi Bi. Trời ơi. Nó nè. Trời ơi. Trời ơi. Mẹ trời ơi rồi. Mẹ coi mà. Ai trời ơi rồi có cái gì à. Trời ơi. Ba Bi mới đem qua cây đũa nè cả nhà. Để mình gấp thịt đây sẵn nè. Để ăn cái chấm chấm dính dính. Ba Bi nhìn nè. Thấy tội nghiệp ba. Đã nổ của sao cho anh á. Anh ghét. Hả? Của sao nè. Gấp sẵn thì chán về luôn nè, chịu nổi không? Được rồi con, đừng gấp nhiều quá. Đừng. Kỳ thị dễ sợ không? Trời ơi. Mua cái đèn lồng á. Mua nguyên cần cổ. Cái cổ họng quá coi. Ăn thần thịt. Bi ngồi trước, ngồi ngay nhá. Bi ngoan không con? Dạ, mẹ ơi. Hóa cổ. Hóa cổ hả? Mẹ ơi.
Trời ơi, bị phái uống cái nước này đó nha. Làm lại, cho coi làm lại. Coi làm hồi nó hư khỏi uống bây giờ nè. Nhìn ba đi. Ồ, đó. Mình đề ghế. Hân kì. Yô. Mò ta hì ba. Yô. Ba thì muốn uống thử. Uống thử gì vậy? Cái nước đó có gà đâu cũng ngon đâu. Mẹ ơi, cái đó là đi cho nó. Con uống với mẹ uống đâu mà đòi tiền trời. Vô dưới thiệt á. Uống cái con này mà nó rửa. Nó thân nhiều cho nó. Anh không biết nữa. Ai cho? Ai cho hỏi là ai cho. Mà bà có đủ quá chút nào. Con ngày mai chị kể cho hai qua mi nhớ không? Không. Nhớ không? Đi cô cho ngày mai nhị qua chị kể chị hai qua nhà con. Chị kể chị hai về. Hả? Đi chơi rồi chị kể chị hai nhà chị kể chị hai đi học. Không biết chị kể chị hai về đây nè. Chị gái chị hai về. Chứ con không có dùng từ là chị hai chị cả qua mà là chị cả chị hai về. Bi chưa có biết dùng từ không cả nhà. Mẹ ơi, mẹ ơi, Bi xin mẹ nè, Bi làm cho ca đây. Ngồi không ca hết trơn nhức đầu. Mẹ đau đầu á. Mẹ ơi. Ừ. Mẹ dậy coi mẹ. Ừ. Con coi đi. Tao dậy coi ba. Coi đi. Mà ai ai không thương đi. Ai không thương biết. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ sô-cô-la kẹo là tin mẹ với Pi nói mà đúng nhau là tình đúng đấy nha mẹ. Ừ. Một, hai, ba. Sô-cô-la. À. Cái gì hả bé? Là. Giống chưa? Tình đúng đấy giống nhau rồi mẹ. Ừ. Cái này là ô đường Di Bốn. Ừ. Trung Quốc. Ừ. Mẹ ơi, Di Bốn, Trung Quốc. Nhật Bản, Trung Quốc. Nhật Bản, Trung Quốc nha mẹ. 1, 2, 3. Trung Quốc. Cái gì mẹ? Cái này tiếng đúng này không? Phải không rồi mẹ? Chân gì? Cái này nè. Ba, ba. 1, 2, 3. Ba. Mẹ giỏi à? Dạ. Ủa. Kẹo. Nè nè. Dạ. Việt Nam, Hàn Quốc. Một, hai, ba. Việt Nam. Ba với Bi. Ừ. Ba nói trước đây. À, ba bình dụng. Thứ bố, thứ theo. Một, hai, ba. Thứ bố. Chứ này làm ba người nha mẹ. Sô cô la bánh mẹ mẹ nói nữa, Pi nói nữa, ba nói nữa. Ừ. Đi khá chạy coi. Ừ. Một cài ba bánh. Mẹ với ba đúng rồi. Thì là mẹ với ba. Mẹ ơi, là mẹ làm gì? Cái mẹ với ba hôn nhau đi.
Không được, mày làm gì? Sao vậy? Nhanh là phải. Không, sao không được? Không là không được. Sao là vậy? Ba giận. Sao giận? Tại ba nói thôi. Không được. Apa? Ừ. Mình đã bắt xong để bút qua mẹ ăn được chứ? Ừ. Được thế chứ. Apa bút qua mẹ, apa bí chứ có sao? À nhé. Nên xem là chọn. Ừ. Được thế chứ. Mày hiểu ý quá. Mẹ ơi, gì? Con phải kêu ba húng mẹ nhiều chứ. Mẹ ơi, mẹ gì đi? Apa, apa, gì đó kè. Ừ. Mua khai ba hai bài. Ờ. Mệt chết rồi. Chà. Xúc là. Kẹo. Không. Để tới mẹ. Dạ. Mì dương đen với lại mì chăm bông. Nha. Mua. Ok. Mua khai ba chăm bông. Thì đó. Mẹ. Ừ. Trời ơi. Để ăn mấy coi. À, thật cô. Ừ. Xúc la apa chale. Xúc la gọi xúc la hoài vậy, làm cái khác đi, cái mới đi. Nhà có bi ra không có buồn cả nhà. Không có buồn được, không có rảnh luôn, không có rảnh. Không có thời gian để rảnh thì buồn. Nhớ nói ngày đó, đâu có thời gian rảnh đâu. Kiếm cái chuyện gì để chơi cơ mà. Không thích chơi mình nha. Có ai chơi mới được. Mẹ bị nói nha mẹ. Mộng gì hấu. Ok. Ừ. Mua khai bác mộng. Rồi. Mộng sao mà chế. Mô khai bác sao mà chế. Mộng sao mà chế. Mộng. Ba mộng không thích. Bi thích ăn mận cả nhà chết rồi á. Chết rồi, ở miền Bắc gọi là chết rồi á. Mì đen đen. Nói rồi. Mì đen đen mì lạnh. Mì đen đen mì lạnh. Mù khai tắc mì lạnh. Chứ mì mì thật này. Hiểu ý hết trơn. Mì nói. Mì cái này cái gì? Cái này là mắm tôm. Mắm tôm. Đừng sao nó là mắm tôm nước mắm. Mù khai tắc. Mẹ hả? Ba cái nào ba cũng xỉu cho nó. Là sukugi champon. Một, hai, ba. Champon. Mẹ nói gì? Champon. Thịt bò. Xoài chấm chấm. Một, hai, ba. Xoài. Xoài. Hồi sao mà hai ngày nay bị đen xì với bi cái ghê bi. Hả? Cái mặt kìa. Trời đất ơi, mặt bóng luôn nè, cà gà quê rồi đấy. Không biết sao. Bắt cà nô ra rồi đấy. Ừ. Trời đất ơi, đưa kìa, cô chô chú coi kìa. Quá trời quá kìa. Hai ngày, cả tuần nay là đi ra ngoài chơi cả nhà. Bi đi học á. Đi ra ngoài chơi nước với các bạn. Mẹ. Đen nè, đi coi Bi, đi coi. Trời đó coi mặt bóng lưỡng luôn cha. Sao kỳ vậy con? Con sức sân cream không? Mẹ ơi, mẹ ơi, Bi đi trường học là mẹ sân cream. Ồ, khả chú có ghê chú xem không? Bỏ hỏi cái chai sân cream đó con có đem theo sao? Dạ. Ngày mai, tôi qua tuần là đem theo nha. Dạ. Bạn có sức không? Dạ. Ừ? Em ơi, Chony, Việt Nam 6개월 있으면 NBA보다 까만할 것 같아. 지금 뭐라고 했지? Da bị ăn nắng không cả nhà? Nắng một chút. Da nắng một hai ngày á. Không phải là da nguyên ngày nha. Nhưng mà một vài tiếng vậy đó. Đi học chơi giỡn một vài tiếng ở ngoài đó. Là một khoảng tuần là nhìn nè. Mẹ ăn đi khỏi nói. Ăn đi. Alibaba 5개봐. Alibaba. Alibaba. Mẹ bị ăn. Ta ăn đi. Nút cho ăn là không giữ. Sao không được? Tại vì ai nút cho ăn bị không thích. Vậy thì từ ăn đi. Không có kén ăn, không có không cái gì cũng ăn được chưa mà tại kén ăn. Em không phải kén ăn mà là không muốn ăn á cả nhà.
đánh được. Bố không hứa với mẹ rồi đó là phải ăn nhiều vô. Ăn mà Barbie cứ bụng lỗ mũi hoài à cả nhà ơi. Tại cái mùi hôi á chịu không nổi, ăn gì chịu không nổi nữa. Chứ mình nấu lẩu mắm á thì thôi luôn. Tại ở chung cư mà nấu lẩu mắm là trời ơi xỉu luôn á. Mình ở nhà ở dưới đất á, mình mở cửa rồi mình giống như nó thoáng đó. Chứ ở ở đây mà bếp bùng mà nấu là cái mùi hơi lên á, trời chắc chịu không nổi. Hàng xóm người ta chắc nó bay ra tới ngoài luôn á. Ăn xong chưa? Chào tạm biệt cô chú nha. Đó nãy lo nói chuyện giờ cái ăn rồi đó, thấy không cô chú? À rồi hôm nay quay đến đây thôi cả nhà ơi, đăng ký kênh ủng hộ gia đình Chơi One Family nha. Bye bye. Bye bye. Trời ơi, ta làm như người ta ăn ăn dỗi lắm vậy nè. Thấy không?